Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã dành phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong và mất tích do lũ ống lũ quét tại Lào Cai những ngày vừa qua. Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến hết năm 2022, Việt Nam còn khoảng 478 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đạt trên 580.000 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 18.000 tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch năm và bằng 89% so cùng kỳ. Tổng nợ ngân sách nhà nước đạt gần 34.000 tỷ đồng, bằng 90,4% và tăng 1% so với cùng kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, hiện cả nước có gần 680 doanh nghiệp nhà nước nắm lượng tài sản hơn 3,8 triệu tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước đầu tư gần 1,7 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, với vai trò tiên phong đồng cốt và nắm giữ nhiều nguồn lực nhất, doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thể hiện tốt vị thế vai trò của mình. Do đó, Thủ tướng yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, những kết quả hạn chế, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém gây cản trở quá trình phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời cũng thông qua hội nghị, chính phủ và các bộ ngành địa phương lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp mà tập trung cho công nghiệp chế biến chế tạo. Thưa quý vị, trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thành lập hai đoàn công tác kiểm tra và định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Qua đánh giá của Cơ quan Thường trực Thi đua Khen thưởng của Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 của các đơn vị trên cả hai tuyến Biển Tây và Biển Đông đều đã bám sát chủ đề đoàn kết mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng, triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương phát động, đạt được kết quả cao trên cả năm nội dung, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển. Triển khai kịp thời công tác khen thưởng thường xuyên đột xuất, khen thưởng cống hiến, niên hạn, góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu các đề án về quân sự quốc phòng, biên phòng, cảnh giác chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý bảo vệ chủ quyền, vùng biển, đồn quản lý, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức buổi kiểm tra sát hạch định kỳ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, làm công tác thanh tra và kế toán tại các đơn vị trực thuộc. Đây là một trong 6 sở được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn thí điểm thực hiện công tác kiểm tra sát hạch nghiệp vụ đối với công chức. Qua đánh giá của Cơ quan Thường trực Thi đua Khen thưởng của Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 của các đơn vị trên cả hai tuyến Biển Tây và Biển Đông đều đã bám sát chủ đề đoàn kết mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng, triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương phát động, đạt được kết quả cao trên cả năm nội dung, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới,
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển. Triển khai kịp thời công tác khen thưởng thường xuyên đột xuất, khen thưởng cống hiến, niên hạn, góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu các đề án về quân sự quốc phòng, biên phòng, cảnh giác chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý bảo vệ chủ quyền, vùng biển, đồn quản lý, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh. Cũng trong sáng nay, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 với 150 cán bộ hội viên nông dân đến từ các huyện và thành phố Cà Mau tham gia. Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9. Theo đó, đại biểu sẽ được báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề, gồm Hội Nông dân Việt Nam thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn xây dựng một số mô hình giảm nghèo bền vững, kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, hướng dẫn hỗ trợ giảm thiểu thiếu hụt các dịch vụ xã hội cho nông dân và hướng dẫn giám sát thực hiện chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thông qua lớp tập huấn cung cấp thêm kiến thức cơ bản về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, chính sách giảm nghèo bền vững. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên nông dân, học viên tham gia sẽ là một tuyên truyền viên đắc lực hiệu quả, cùng với các ban ngành, đoàn thể địa phương, tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới nhân dân, khích lệ các hộ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Cà Mau thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho người dân trên địa bàn phường 2. Đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đề án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra những quy định mang tính đột phá, đề ra lộ trình cụ thể mang tới nhiều hơn những kỳ vọng về một môi trường xanh sạch đẹp, tiến tới xử lý hiệu quả rác thải nhựa. Tại Cà Mau, theo kế hoạch, đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, sẽ thực hiện hoàn thành việc phân loại rác tại nguồn. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau triển khai hiệu quả nhiều mô hình xử lý rác sinh hoạt. Tuy nhiên, điểm yếu của những mô hình này chính là chưa thể thu gom theo hình thức phân loại. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Cà Mau thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho người dân trên địa bàn. Ở mô hình này, rác sinh hoạt sẽ được phân loại ở tất cả các khâu thu gom, vận chuyển và xử lý. Công tác phân loại rác tại nguồn trong cái thời gian qua ở các cái địa phương thì đa phần là về phân loại rác là tái chế và cái còn lại là chung. Riêng về phường 2 thì Sở Tài nguyên Môi trường đã có cái tờ rơi hướng dẫn phân thành 3 cái nhóm. Thứ nhất là nhóm chất thải rắn sinh hoạt thông thường. Cái thứ hai là cái hữu cơ và cái thứ ba là nhóm chất thải khác. Thì chất thải rác thì đã phân ra thêm 4 cái loại nữa. Thứ nhất là cái rác thải cồng kềnh, cái thứ hai là rác thải nguy hại và thứ ba là các cái loại rác thải khác để mà thu gom xử lý theo cái quy định. Ở mô hình mới này, Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn 3 loại thùng chứa chất thải khác nhau để thực hiện thí điểm. Trên mỗi chiếc thùng sẽ được chú thích cho từng loại chất thải khác nhau. Trong giai đoạn thí điểm, người dân được ngành chức năng hỗ trợ các túi chứa chất thải, phát sổ tay hướng dẫn quy trình phân loại chất thải, đồng thời tổ chức tập huấn để người dân hiểu rõ hơn về tác hại của chất thải rắn. Ngành chức năng và người dân đang kỳ vọng mô hình mới này sẽ mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Dụng cụ mà chuyên dùng để phân loại rác rồi đựng rác rồi thì nó tiện ích hơn, là tức là nó sạch sẽ rồi mình là có các cái loại rác mình có ý là mình phân ra là mình để là nó vừa là sạch sẽ vừa là hợp vệ sinh
trong gia đình, rồi mỹ quan rồi nó cũng đẹp. Chủ trương của nhà nước trong vấn đề tuyên truyền và thực hiện phân loại chất thải rắn thì tôi nghĩ rằng đây là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, nó sẽ phù hợp với lòng dân. Thứ nhất là về vệ sinh môi trường. Trước đây thì thói quen của người dân, người ta đổ rác thì không phân loại, từ chỗ đó những cái rác thải mà nó có phân hủy thì nó sẽ ảnh hưởng rất về lâu dài sau này. Nên từ cái chủ trương này tôi nghĩ rằng đây là một chủ trương lớn mà nó sẽ đem lại những cái lợi ích thiết thực, nhất là về môi trường. Mô hình phân rác tại nguồn hướng đến cái mục đích là nâng cao cái ý thức trách nhiệm cả cộng đồng, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn, để mà nâng cao cái ý thức làm cho cái phường 2 cũng như góp phần cho cái thành phố càng ngày càng sạch hơn. Cái thứ hai nữa là giảm đi cái lượng rác mà chất thải rắn xả thải ra bên môi trường bên ngoài. Rồi cái theo cái nhóm phân loại rác ấy, để mình góp phần tái sử dụng. Mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường 2 thành phố Cà Mau sẽ được thí điểm trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023. Trong giai đoạn thực hiện thí điểm, việc thu gom rác thải trên địa bàn phường 2 sẽ được thực hiện như sau. Đối với rác sinh hoạt thông thường sẽ được thu gom mỗi ngày một lần, rác tái chế là 3 ngày một lần. Và đối với rác cồng kềnh, người dân phải đăng ký với ngành chức năng để được thu gom theo quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh sáng nay đã tổ chức họp đoàn để triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh, thực phẩm và các mặt hàng thực phẩm phục vụ thị trường dịp Tết Trung Thu năm 2023. Theo kế hoạch, từ hôm nay 14 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh sẽ bắt đầu kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các địa phương trong tỉnh. Nội dung thanh tra kiểm tra được đoàn tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, việc chấp hành quy định về quảng cáo, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, ghi nhãn truy xuất nguồn gốc, điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh, việc sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Qua đó, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình thanh tra kiểm tra, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng về bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng dịp Tết Trung Thu năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Tại dự thảo này, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định rõ các phương pháp tính toán số km xe chạy, tốc độ xe chạy, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày. Việc truyền dữ liệu được tính toán xác định theo một phương pháp thống nhất trên máy chủ đơn vị kinh doanh vận tải, máy chủ dịch vụ và máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam. Cùng với đó, dự thảo thông tư cũng bổ sung cách tính toán thời gian lái xe. Cụ thể, thời gian lái xe của một người lái xe được xác định kể từ khi người lái xe bắt đầu điều khiển phương tiện, xe bắt đầu chạy đến khi xe dừng đổ trên 5 phút, áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi. Trên 15 phút, áp dụng đối với các loại xe còn lại hoặc khi thay đổi lái xe. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày làm việc của người lái xe được tính từ 0 giờ đến 24 giờ. Thời gian làm việc của lái xe trong ngày được xác định vượt quá quy định khi tổng thời gian lái xe vượt quá 10 giờ. Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, đơn vị này đã yêu cầu các cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương khắc phục bằng biện pháp sửa chữa, duy tu, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn thành phố Cà Mau. Trong đó có tuyến đường Mậu Thân, phường 9 và phường Tân Xuyên, cùng với các tuyến đường khác mà phóng viên CTV đã phản ánh. Như chúng tôi đã thông tin, hiện nay tuyến đường Mậu Thân có chiều dài khoảng 4 km. Nhưng xuất hiện liên tục những đoạn xuống cấp trầm trọng. Nhiều ổ gà, ổ voi nằm ngổn ngang liên tiếp. Đá xô bồ đổ trên mặt đường nhưng chưa được xe lưu cán. Cùng với việc trên tuyến thi công sửa chữa không đồng bộ, đoạn thì đổ đá trám ổ gà, đoạn thì cán bê tông nên đoạn đường như bị bầm nát.
Đáng lưu ý, đây là tuyến đường có rất đông phương tiện có tải trọng lớn lưu thông. Điều này khiến cho tuyến đường đã xuống cấp này trở nên nghiêm trọng hơn. Việc đi lại của người dân khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chúng tôi cũng nhận được nhiều phản ánh của người tham gia giao thông đối với cái tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường trong nội ô thành phố Cà Mau. Thì chúng tôi cũng đã có thông tin đến Ủy ban dân thành phố Cà Mau để thực hiện công tác chi tu sửa chữa. Trước mắt thì chúng tôi cũng đề nghị là thành phố là tổ chức là đặt cái báo hiệu ở những vị trí nguy hiểm để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Rồi sau đó là sắp xếp cái nguồn vốn để tiến hành chi tu sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông. Đối với một số tuyến đường khác, hiện nhiều đoạn xuống cấp, trong đó có các đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Vào thời điểm này, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước, gây nên cảnh lầy lội, ngập nước mặt đường. Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, thực trạng trên kéo dài từ nhiều năm nay và trở nên nghiêm trọng hơn khi vào mùa mưa. Tuy nhiên chưa được khắc phục, sửa chữa kịp thời nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc và va chạm giao thông, đặc biệt là vào thời điểm ban đêm. Việc mua bán của người dân sống hai bên đường cũng bị ảnh hưởng nhiều. Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh với ngành chức năng và chính quyền địa phương nhưng chưa được khắc phục kịp thời. Thưa quý vị, sau thảm kịch cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến cho 56 người thiệt mạng, Bộ Công an đã có công điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng Công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Bộ Công an đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý tình huống cháy nổ một cách nhanh chóng và giảm thiểu thương vong về người và tài sản, đặc biệt đối với những ngôi nhà ở đông người như chung cư mini và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Lãnh đạo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công điện, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của các địa phương trước lãnh đạo Bộ Công an. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc thực tập phương án chữa cháy tại các tổ liên gia trên phạm vi toàn quốc, vào tối ngày 10 tháng 9 năm 2023, tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức 9 điểm thực tập tại các huyện thành phố Cà Mau. Thông qua buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các tổ liên gia nhằm tăng cường nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho nhân dân và sẵn sàng chữa cháy khi hỏa hoạn vừa mới phát sinh tại địa bàn cơ sở. Đây là hình ảnh buổi thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, khóm 2, phường 2, thành phố Cà Mau. Tình huống giả định là do bất cẩn trong lúc nấu ăn tại một hộ gia đình đã xảy ra cháy và lan sang các khu vực xung quanh. Khi phát hiện đám cháy, người trực chữa cháy đã đánh kẽn báo động cho toàn bộ khu dân cư, đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng chức năng. Sau khi nhận được thông tin, các thành viên thuộc Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã tập hợp lực lượng, tham gia chữa cháy bằng bình chữa cháy xách tay được trang bị tại khu dân cư, tổ chức cứu người còn kẹt trong đám cháy ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn những người dân sinh sống tại các khu vực lân cận di chuyển đến nơi an toàn và phối hợp cùng với các lực lượng nhanh chóng dập tắt đám cháy. Giúp cho kể cả cấp ủy chính quyền cũng có cái nhận thức rõ hơn, tầm quan trọng hơn về cái công tác mà phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, đặc biệt là đối với cái hộ kinh doanh mua bán, hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn cũng như tổ liên gia có được cái kỹ năng, có một cái mà hướng dẫn để mà khi mà có cái sự cố xảy ra thật sự thì để mà thực hiện chữa cháy ban đầu nó đạt cái hiệu quả. Cùng thời điểm thực tập chữa cháy của Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khóm 2, phường 2, thành phố Cà Mau, thì 8 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy còn lại tại các huyện cũng đồng loạt thực tập phương án chữa cháy với những tình huống giả định sát với tình hình thực tế, đặc điểm của khu dân cư. Thông qua việc thực tập đã góp phần trang bị cho người dân nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, thấy được tầm quan trọng của việc chữa cháy tại chỗ, xử lý đám cháy từ khi mới phát sinh. Được sự vận động của công an với Ủy ban nhân dân xã, việc tham gia vô tổ liên gia là việc cần thiết. Nếu mình tham gia vô tổ liên gia thì khi mà có cháy nổ xảy ra thì mọi gia đình ai cũng đều biết cái cách chữa cháy kịp thời để giảm thiểu cái thiệt hại trong cái vụ cháy nổ đó. Tính đến thời điểm hiện tại,
Cà Mau đã xây dựng được 266 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 30 điểm chữa cháy công cộng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các hộ gia đình. Để tiếp tục thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tổ liên gia, thì BC07 tiếp tục tham mưu cho công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thành phố để mà triển khai và hướng dẫn đồng bộ tất cả các cái mô hình đều được thực tập, mà 100% các cái tổ liên gia cũng được thực tập về phòng cháy cháy, và quyết tâm đến 30 tháng 9 năm 2023 là hoàn thành 100% theo kế hoạch và chỉ tiêu của bộ. Thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy còn lại trên địa bàn tỉnh. Thông qua các buổi thực tập nhằm giúp cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời nâng cao nhận thức về việc tự trang bị phương tiện chữa cháy cho gia đình, từ đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Chiều hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hải tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết tại ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải. 3 căn nhà lần lượt được bàn giao cho hộ ông Nguyễn Quang Đạt là hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng trên diện tích 54m², tổng giá trị 140 triệu đồng. Hộ ông Nguyễn Minh Mười, diện tích căn nhà là 60m², tổng trị giá 145 triệu đồng. Và hộ ông Trần Giang Trung, diện tích căn nhà là 36m², tổng trị giá 53 triệu đồng. Các căn nhà đều được xây dựng nền móng bê tông, lát gạch men, dách tôn, mái tôn. Để xây dựng được căn nhà, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Trần Văn Thời hỗ trợ mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Khánh Hải hỗ trợ mỗi căn 3 triệu đồng. Số còn lại gia đình và thân nhân đóng góp thêm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.